Phùng Ngọc Huy đoàn tụ bé La Vi sau nhiều năm xa cách sau việc để lại lời chúc mừng. Sau nhiều năm xa quê hương, Phùng Ngọc Huy đã quay trở về Việt Nam đoàn tụ với bé La Vi sau nhiều năm xa cách. Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ diễn viên Phùng Ngọc Huy đã chia sẻ hình ảnh hai bàn tay đặt lên nhau, ngầm khẳng định việc đã đoàn tụ với bé La Vi sau thời gian dài xa cách. Cụ thể, Phùng Ngọc Huy viết, đặt bàn tay, nắm ngón tay. Trước đó ít ngày, nam diễn viên phim Cổng Mặt Trời cũng chia sẻ hình ảnh chuẩn bị lên máy bay về Việt Nam sau nhiều năm xa quê hương. Chứng kiến hình ảnh của Phùng Ngọc Huy, đặc biệt là khi được gặp bé La Vi, con chung của anh với cố diễn viên Mai Phương, nhiều sao Việt đã gửi lời chúc mừng, mong hai bố con sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ cùng nhau trong chặng đường dài sắp tới. Nhiều bạn bè đồng nghiệp cũng để lại lời chúc mừng đến Phùng Ngọc Huy khi đoàn tụ với con gái. Diễn viên Ngọc Lan nhắn nhủ, cầu mong hai cha con bình an ở chặng đường sắp tới. Diễn viên Ốc Thanh Vân bình luận, quá vui, hai cha con tận hưởng nhé. Siêu mẫu Xuân Lan cũng không kìm được cảm xúc nhắn gửi, cuối cùng sự chờ đợi đã được đền đáp xứng đáng, hai ba con hạnh phúc bình yên nhé. Bé La Vi, con của Phùng Ngọc Huy và cố diễn viên Mai Phương. Trước đó, Phùng Ngọc Huy từng ngậm ngùi chia sẻ, vì tiềm lực kinh tế bản thân chưa vững nên chưa thể đón bé La Vi sang Mỹ. Nam ca sĩ cũng mong muốn có thể được đưa đón con gái đi học hàng ngày, khiến bất kỳ ai cũng ngậm ngùi xót xa. Bé La Vi hiện tại được hai cô bảo mẫu chăm sóc rất là tốt, em vẫn thường xuyên gọi điện về nói chuyện với bé. Hy vọng sắp tới em sẽ may mắn về được Việt Nam, rồi hai ba con cùng qua Mỹ. Ước mơ của em là vẫn muốn La Vi ở Mỹ, nên hiện tại em tập trung công việc, kiếm tiền hàng ngày để lo cho bé, Phùng Ngọc Huy trải lòng. Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy hát tặng bé La Vi trên sân khấu, khiến nhiều người không khỏi xôn xao. Theo đó, bồng con gái La Vi trên tay, Phùng Ngọc Huy đã hát tặng bé ca khúc Con gái nhỏ của ba đầy ngọt ngào. Vốn là một ca sĩ, thế nên dù hát với dàn âm thanh cây nhà lá vườn, nhưng Phùng Ngọc Huy vẫn khiến người hâm mộ không ngừng suýt xoa trước giọng hát live đầy cảm xúc trong trẻo. Được biết đây chính là tiết mục mà anh dành tặng cho con gái La Vi trong buổi tiệc mừng một tuổi cách đây nhiều năm trước. Giờ đây, Phùng Ngọc Huy đã khiến người hâm mộ vỡ òa cảm xúc khi đăng tải bức ảnh bàn tay của một bé gái đặc biệt lên tay của mình. Dường như nam ca sĩ ngầm khẳng định rằng mình và con gái La Vi đã chính thức được đoàn tụ với nhau sau nhiều năm xa cách, khiến khán giả lẫn đồng nghiệp xúc động. Cũng chính vì thế mà những đoạn clip trong quá khứ của Phùng Ngọc Huy và bé La Vi được chia sẻ mạnh mẽ trở lại, như muốn hòa cùng niềm vui đoàn tụ của nam ca sĩ và con gái.